Ngủ ngất ngây rồi đấy à? Này, em cho thuốc ngủ hơi quá liều đấy. Thì phải cho nó ngủ thật ngon, thì em với anh mới vui vẻ đến sáng được chứ. Phải công nhận là em giỏi thật đấy. Dám nghĩ ra cách để giành chồng người khác. Thì em làm tất cả chỉ vì quá yêu anh thôi. Hơn nữa, em cũng muốn thử cảm giác mạnh xem như thế nào. Ngủ với chồng của bạn ngay trước mặt bạn. Em dậy rồi đấy à? Ra rửa mặt rồi ăn sáng. Hôm qua sau khi uống rượu, tự nhiên em thấy buồn ngủ quá. Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng mất rồi. Tối qua em ngủ rất ngon. Sáng nay anh thấy em còn ngủ say nên không nỡ gọi dậy. Em tệ quá. Lâu rồi vợ chồng mình mới đi du lịch, vậy mà em lại ngủ quên mất. Không sao đâu, mình còn nhiều thời gian mà. Với cả đang đi nghỉ dưỡng, anh muốn để cho em có một tâm trạng thoải mái nhất. Anh Đức này, Lan có đến đây không? Lan... Sao tự nhiên em lại hỏi Lan ở đây? Lan đến đây làm gì? Tại hôm qua trong lúc đi dạo, em có thấy một người giống Lan. Anh nghĩ là người giống người thôi, chứ Lan còn bận việc ở công ty cơ mà. Sao anh biết chắc là Lan sẽ không đến đây? À, bởi vì là trước khi mình đi nghỉ dưỡng thì anh có giao cho Lan một số công việc. Thì chắc chắn là bây giờ Lan phải ở công ty để giải quyết chứ. Mà có chuyện gì sao em? Không, chỉ là em tiện đến hỏi thôi. Chắc là em nhìn nhầm người rồi. Anh đợi em một chút, em đi thay đồ, xong rồi vợ chồng mình đi ăn sáng nhá. Em gọi cả Lan đến à? Dạ vâng, mình mới đi du lịch về nên là em muốn hẹn Lan ăn cơm, tiện nói chuyện công việc luôn. Sao tự nhiên bà gọi tôi đến ăn cơm thế? Tôi còn mấy bản kế hoạch chưa làm xong cơ. Làm gì thì cũng phải ăn trưa đã. Cứ ăn trưa đi, tôi không trừ lương của bà đâu mà. Anh Đức, anh gọi món đi. Ừ, để anh gọi món. Anh gọi bít tết nhá, món mà em thích nhất. Em bị dị ứng thịt bò mà. Em thích ăn bít tết từ bao giờ vậy? Người thích ăn bít tết là Lam mới phải chứ. Chắc là anh Đức nhớ nhầm thôi. nhớ nhầm thôi. Lam, hôm nay có không đeo bông tai à? Tôi làm mất một chiếc bông tai, chưa có thời gian đi mua đôi mới. Thế à? Là Dư phải không? Anh Toàn này, lâu lắm rồi không gặp. Anh mới về nước, đi tu nghiệp vài năm rồi, bây giờ nhớ quê hương quá mới trở về đấy. Đây chắc là chồng của Dương à? Dạ vâng, đây là anh Đức, chồng của tôi, còn đây là Lan, bạn tôi. Mọi người đang dùng bữa sao? Tôi không phiền chứ? Vâng, không sao hết, anh Toàn có thể ngồi đây cùng với chúng tôi. Chắc là phải hẹn dừng dịp khác rồi, bây giờ tôi phải tiếp đối tác. Chào nhé, chào mọi người. Này, có khi nào nó biết mối quan hệ của mình rồi nên rào trước đón sau như thế không? Anh cũng đang rất hoang mang đây. Dạo gần đây Dương hỏi nhiều câu rất kỳ lạ. Nó đã nghi ngờ như vậy rồi thì mình công khai luôn đi. Em bị điên à? Anh bị điên đấy. Rõ ràng là người anh yêu là em cơ mà. Em chán cái mối quan hệ lén lút này lắm rồi. Em thừa biết là anh không thể mà. Thế anh để em sống như thế này mãi sao? Nhưng mà bây giờ công khai đồng nghĩa với việc anh phải bỏ vợ. Anh được địa vị như bây giờ hoàn toàn là nhờ gia đình của Dương. Nếu như ly hôn thì anh sẽ mất tất. Anh đúng là vô dụng mà. Sống với nó bao nhiêu năm như thế,
mà không lấy sự tin tưởng à? Em sao thế? Tự dưng lại gây chuyện với anh. Em có biết tất cả những việc anh làm đều là vì em không? Anh đang kể công đấy à? Anh đi ra khỏi nhà em đi. Em chẳng cái mối quan hệ này lắm rồi đấy. Được lắm. Hôm nay em đã đuổi anh, sau này đừng có hối hận. Không bao giờ có chuyện đấy đâu. Cút đi. Alo anh yêu à, em đây ạ. Anh đang ở đâu đấy? Dạ vâng, em tới ngay đây ạ. Em cũng chán người cái tên Đức vô dụng nhu nhược kia rồi. Em tới với hắn cũng chỉ vì tiền thôi. Bây giờ vợ con hắn nghi ngờ rồi, em nên rút lui hơn. Thật ngại quá. Hôm nay tôi nhờ chị ra đây là có việc cần nhờ chị giúp. Có việc gì thì cô Dương cứ nói. Dù sao thì cô Dương cũng là khách hàng thân thiết của cửa hàng kim cương chúng tôi mà. Chị xem giúp tôi, xem đôi bông tai này có phải là ở cửa hàng chị không. Cửa hàng kim cương ở khu này không nhiều, mà chỗ chị lại là cửa hàng nổi tiếng nhất, nên là tôi mới nhờ chị giúp. Đôi bông tai này chính xác là ở cửa hàng của chúng tôi rồi. Chẳng phải đây là đôi bông tai của chồng cô mua tặng cô hay sao? Anh Đức. Đúng vậy, anh Đức đã bảo là anh muốn chọn một đôi bông tai để mà tặng cho vợ. Đây là đôi bông tai phiên bản giới hạn của cửa hàng chúng tôi, nên tôi nhớ kỹ lắm. Mà cô bị làm sao thế? Chẳng nhẽ đôi bông tai này có vấn đề gì à? Mà tại sao chỉ có một chiếc thế này? Tại vì tôi lỡ đánh mất một chiếc, nên là tôi sợ anh Đức buồn. Nếu mà như vậy cô cần phải mua một đôi khác không? Ở cửa hàng chúng tôi còn vài mẫu tương tự như này đấy. Vậy à? Vậy thì khi nào rảnh tôi sẽ qua xem thử. Nhưng mà chị đừng cho anh Đức biết là tôi đến tìm chị nhá. Tôi sợ anh ấy sẽ buồn. Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước nhá. Cảm ơn chị. Sao em lại ngồi đây? Anh Đức này, anh có gì giấu em phải không? Anh á? Không, sao em lại hỏi thế? Anh có nói dối gì em đâu. Hôm trước em đến tiệm kim cương định mua chiếc nhẫn. Người ta có nói là anh mua một đôi bông tai, nhưng sao anh không nói cho em biết? Anh mua tặng ai vậy? Anh mua tặng cho đối tác. Là đối tác nào? Họ quan trọng đến thế à? Sao mà em cứ hỏi anh như tội phạm thế? Anh phải chi mạnh tay thì mới giành được hợp đồng lần trước. Em không thấy à? Thế còn Lan? Sao em lại nhắc đến Lan ở đây? Em thấy Lan cũng đeo một đôi bông tai giống như anh mua. Em thực sự thấy khó hiểu. Em nghĩ gì đấy hả Dương? Chỉ là đôi bông tai thôi mà. Hàng giống nhau là chuyện bình thường. Sao em lại nhắc đến Lan ở đây? Thế à? Em chỉ tiện miệng hỏi như vậy thôi. Không sao. Anh hứa với em, từ lần sau đi mua sắm, anh sẽ dẫn em đi cùng để em khỏi nghi ngờ. Em tin anh. Thôi, anh đi tắm đi, để em ra chuẩn bị cơm. Cái anh này, đang lúc căng thẳng bị nghi ngờ như thế, còn đến tận nơi tìm em nữa. Anh nhớ em quá, không chịu nổi. Thế anh không sợ cái Dương nó phát hiện ra hay sao? Cái chuyện đôi bông tai, em đừng lo.
anh đã lo xong hết rồi. Dương tin tưởng anh tuyệt đối. Cô ta ngốc lắm, anh nói gì chẳng tin. Cô ta ngốc như thế thì chắc là không biết chuyện hôm trước mình bỏ thuốc mê cho nó ngủ vào chuyến du lịch hôm trước đúng không? À, mà chính vì nhờ như thế chúng ta mới có một đêm tuyệt vời ngay cạnh nó. Em đấy, cứ nghĩ ra những cái chiêu trò khiến cho người khác phải hồi hộp. Nhưng mà anh có thích cảm giác đấy không? Cảm giác vụng trộm ngay cạnh vợ của mình. Em cứ như thế này, bảo sao anh không yêu. Ở cạnh em, anh luôn tìm được cảm giác mới mẻ. Bởi vì em yêu anh mà, em sẽ làm tất cả vì anh. Nhưng mà anh đừng quên em mới là người yêu của anh. Chỉ vì em không giàu bằng cái Dương nên mới chịu mất anh thôi. Anh biết em đã phải chịu thiệt thòi vì nghiệp lớn, nhưng em yên tâm, đến khi chỗ đứng của anh vững chắc, anh sẽ cho em một danh phận. Anh sẽ bù đắp cho em. Hai người quá lắm. Bộ mặt thật của hai người là như thế này đấy à? Mày điên lên con này. Thôi đi. Thôi, có gì từ từ nói, bỏ ra. Anh là đồ giả rồi, tôi hận anh. Này, anh đi đâu đây? Dương, sao lại là em? Dương, bác sĩ bảo em bị sốc nặng về tinh thần nên mới hành động như vậy. Dương, có chuyện gì với em thế? Anh không ngờ Đức lại là một con người như vậy. Ngày trước anh rất thích em, nhưng vì biết em có tình cảm với Đức nên anh đã âm thầm rút lui. Anh buồn nên đã ra nước ngoài du học, cứ tưởng rằng em đang sống hạnh phúc. Em và Đức bây giờ dù gì cũng đã là vợ chồng với nhau rồi, hai người nên nói chuyện lại với nhau xem thế nào. Em đã vì Đức mà hy sinh rất nhiều thứ, vậy mà anh ta lại lừa dối em. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Vậy thì em cũng nên cho Đức một cơ hội để giải thích chứ. Không bao giờ. Dương, hôm qua em đi đâu cả ngày vậy? Anh tìm em không thấy. Anh tìm tôi để làm gì? Anh biết là em đang giận anh, nhưng em phải nghe anh giải thích. Tất cả là do Lan, cô ta đã cố tình bày mưu với anh. Anh đã sai rồi mà lại còn muốn đổ lỗi cho người khác à? Em nghe anh giải thích đi mà. Có con với nhau rồi còn muốn giải thích nữa à? Chuyện này sao em lại... Bởi vì tôi khó sinh con, vậy nên anh mới ngoại tình. Anh đúng là người đàn ông ích kỷ. Vậy mà ngay từ đầu anh đã hứa là anh sẽ không phản bội tôi. Đồ giả dối. Đây chỉ là mưu kế của Lan thôi. Chờ chẽn, anh đúng là thằng hèn, không dám nhìn nhận vào những việc mà mình đã làm. Tôi đúng là nhìn lầm anh mà. Ly hôn đi. Dương, không, em phải nghe anh nói. Anh không cần van xin, một khi tôi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Anh cứ chờ đi. Dương. Anh đến đây làm gì? Biến ngay cho tôi. Đi. Lan, em đừng đuổi anh. Anh không còn chỗ nào để đi cả. Không liên quan gì đến tôi cả. Tôi không muốn anh vào nhà của tôi. Cút. Em sao thế Lan? Anh bị như thế này, tất cả đều là do em mà. Anh còn đổ lỗi cho tôi á. Tất cả là do anh vô dụng. Vì anh vô dụng nên cái Dương nó mới bỏ anh, rồi còn đuổi việc anh nữa. Anh cũng khiến tôi mất việc cơ mà.
Nhưng mà dù sao chúng ta cũng cùng chung một con thuyền rồi. Hơn nữa đứa con trong bụng em. Thôi, anh không phải nói gì đâu. Nó không phải là con của anh, đừng bận tâm gì cả. Lan, em có biết là mình đang nói gì không? Anh nghĩ tôi sẽ có con với một người vô dụng như anh á? Không, đây là con của một người có địa vị xã hội hơn anh đấy. Ê tiện, anh dám đánh tôi á? Anh cút ở đây nhanh. Tao tàn tạ như bây giờ tất cả đều là do mày. Tôi sẽ không để yên vì cái tát này đâu. Anh khôn hồn thì cút khỏi đây đi, nhanh lên. Chỗ rác rưởi bẩn thỉu này ông không thèm đến nữa. Dương. Là anh à? Anh cũng ngồi cà phê ở đây sao? Anh đã biết chuyện của em với Đức rồi. Xem như là mình giải thoát đi. Em đừng buồn nữa nhé. Tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm em muốn quên cũng không thể nào quên trong ngày 1, ngày 2 được. Anh hiểu. Nhưng mà em hãy tích cực lên. Cuộc sống này có rất nhiều thứ khác mình phải quan tâm em ạ. Cảm ơn anh vì đã luôn động viên em. Sao lại khách sáo với anh như vậy? Em thừa biết tình cảm của anh với em thế nào mà. Dương này, thật ra anh vẫn còn tình cảm với em. Em có thể cho mình một cơ hội được không? Em xin lỗi. Thực sự bây giờ em rất rối bời. Em không thể nghĩ nhiều về chuyện tình cảm nữa. Anh hiểu mà. Cho nên anh không ép em đâu. Nhưng mà anh sẽ chờ. Anh đâu cần phải làm như vậy. Anh sẽ chờ tới khi nào em nguôi ngoai và chấp nhận tình cảm của anh. Mà còn trước mắt, mình vẫn sẽ là bạn tốt của nhau. Anh mong là em sẽ quên hết đi những chuyện buồn. Cảm ơn anh vì đã cảm thông cho em. Bây giờ đi cùng với anh nhé. Anh sẽ đưa em đi ăn xiên nướng. Giống như hồi còn đi học, mình thường hay đi ăn với nhau ấy. Anh vẫn còn nhớ chuyện đó à? Tất cả những gì liên quan tới em thì em đều nhớ hết mà. Đi với anh nhé.